Hello cả nhà, giờ này mình cũng đã vô tới Bãi Câu rồi nha mọi người. Tại ngày hôm nay, mấy ngày nay trời bão mà cả nhà, nên vô tới đây không biết có câu được không. Diễn đang thui hết trơn rồi mà nhà mọi người á. Thì mình vô lại cái bãi câu cá tra bữa trước câu gian dở nha mọi người. Thì thấy cá cũng còn ăn mạnh nên hôm nay mình trở lại để câu tiếp tục một buổi trưa. Bây giờ này cũng trưa rồi, nhưng mà hiện tại thì mình mới vô có một mình nha cả nhà, nay đi cũng hơi khó khăn. Thì chút xíu nữa bạn Tân với anh Tuấn có vô không nhưng cũng không chắc. Thì giờ mình vô tới đây rồi, trọn mồi nha mọi người. Thức ăn công cụ này cũng có đem theo cần máy mà không biết có dục đục được không nữa, mấy bên đây lục bình không mọi người ơi. Bây giờ mình chuẩn bị mình xuống cần nha cả nhà. Tới chỗ rồi cái nó cũng nôn nao, cũng không có gì, hy vọng là cá còn ăn. Tại đợt trước câu ở đây cá nhiều nhưng cả nhà, đây cái thùng đựng cá trống lỏng nha mọi người, không có cá công cụ nha. Đó, thì giờ hả, mình sẽ chọn một cái điểm bãi cả nhà. Thì chắc mình câu từ cái mí cây đằng đó, sẽ móc vài mẫu ở đây nữa nha cả mọi người. Mình thấy cá cũng rất nhiều mọi người, cái câu dài tên đó. Rồi mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp cái chút xíu em có câu được con cá tra nào lớn ở cái bãi này không nha mọi người. Cũng hy vọng là sẽ có cá. Bên đây là cái diện lúa cũng đang trổ nha mọi người. Diện này cũng rộng lắm, diện này nó kéo dài lên tới trên gần giáp chợ Hòa Bình luôn nha mọi người. Chợ Hòa Bình là cái hướng bên đó, cái con kênh bên đó đó, con kênh ngay cái hàng cây đó là con kênh hôm đó này mấy anh em câu bên đó nha mọi người. Câu từ cái đường nhánh Hòa Bình vô con kênh đó cũng cá nhiều lắm nha cả nhà. Thì nay mình sẽ vô thẳng vô trong này luôn. Thì đợt trước có trải nghiệm đây một lần rồi nên thấy cá còn ăn nhiều nên mình trở lại nha mọi người. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Ngày hôm nay các em có chinh phục được chú cá nào lớn không nha mọi người. Mời cả nhà đón xem. Giờ này mình xuống cục đầu tiên nha cả nhà. Móc mồi xong, bây giờ mình sẽ đi xuống cái lỗ câu. Mời cả nhà tiếp tục đón xem cái ở đây cá có ăn không nha mọi người. Hy vọng là ở đây sẽ có cá. Ngày hôm nay có được cá tra lớn nha cả nhà. Và cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Mình bỏ hơi hút mồi rồi nha mọi người. Dây dùng luôn rồi. Trời đang mưa luôn nha mọi người. Không biết Minh Hồng có đứng đây được không nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Con đầu tiên nhỏ à. Đây. Con đầu tiên nhỏ nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Một con đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay nha mọi người. Mời mọi người đón theo dõi tiếp. Cả nhà. Dính. Ui con này bự hơn mọi người ơi. Đây. Con này bự hơn nha cả nhà. Con thứ hai rồi nhưng mà cá còn nhỏ lắm nha mọi người. Sẽ gỡ nó thôi. Trắng lắm mọi người. Tư à. Con tư ấu nu luôn nha cả nhà. Đây là con thứ hai. Và cả nhà tiếp tục đón theo dõi coi có lên được cá lớn nha mọi người. Và mọi người đón theo dõi tiếp. Ăn tiếp tục rồi mọi người ơi. Rỉa rồi. Nó chưa rút phao được nha cả nhà. Chỉ cũng này chắc cũng không lớn quá nên nó rút phao không có mạnh nha mọi người.
phao vẫn còn, vẫn còn rỉa rỉa. Cũng nhỏ nữa cả nhà, con này cũng không lớn lắm. Tiếp tục con nữa, vẫn nhỏ nha mọi người. Con này không to mọi người, mà cả nhà tiếp tục theo dõi con khác. Bự rồi cả nhà ơi, con này bự rồi nè. Ui 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 ui, cái đầu bự quá. Ui 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 ui, cái đầu bự mọi người. Ui sao mình bắt lên cả nhà. Chắc này cái này phải hỗ trợ rồi cả nhà ơi. Cuối cùng cũng chinh phục được con cá cha nha cả nhà. Đây, mình sợ nó xảy ổn quá nên mình buộc mình phải lội xuống nha mọi người. To lắm nha cả nhà. Cuối cùng cũng lên, phải lội xuống mới lên nổi nha mọi người. Tại con cá này nó nằm tuốt ở ngoài chứ phần cọng dây cũng hơi nhỏ cả nhà. Nó vụt cái lưỡi nó bắn lên cái cục chì, nó trúng cái môi mình chảy máu luôn mọi người. Tại con cá nó nằm xa quá nè, tuốt vào đó lôi nó lên, nó lú cái đầu lên là mà lôi vô chịu không nổi luôn nha mọi người. Hỗ trợ bằng móc luôn, cuối cùng cũng lên được cả nhà. Để mình coi cái nãy nó có đứt lưỡi không vậy. Wow, đứt lưỡi luôn cả nhà ơi, hên quá. Đứt mất tiêu lưỡi rồi. Chút xíu nữa là mình không thể nào bắt được nó rồi nha mọi người. Đó, hên là nó nằm trên đống lục bình mới lội ra mới bắt được nha cả nhà. Không là chết quớt nữa rồi. Chứ phần dây này mình câu cũng mấy bữa trước nay nó cũng cóc cóc rồi nha cả nhà. Yes, thành quả một con cá to. Ôi, cuối cùng cũng được một con cá to nha cả nhà. Cá này không biết vô thận vừa không đây nữa. Giờ thì mình xử lý nước, mình sẽ cho em nó vô thùng rồi tiếp tục chiến tiếp nha cả nhà. Nãy giờ làm cũng mấy chú luôn rồi đó. Giờ mình lấy nước ra xong mình cho chú lớn này vô cái mình. Chắc có lẽ chỗ này đậm, mình sẽ kiếm cái bãi khác nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Tiếp tục con nữa cả nhà ơi. Lên tới đây. Dính đây, dính đây. Ui ui. Ui ui. Ui 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 ui. Không bự nha cả nhà. Đây. Tiếp tục con nữa mọi người ơi. Chui cái đầu sáng đây xong bắt không được không vậy. Lên con nữa nha cả nhà. Con này là ủ nù trắng tươi luôn cả nhà ơi. Tiếp con thứ hai. Thứ hai to. Con này chỉ là vừa thôi chứ không to, con nãy mới to nha mọi người. Lên tiếp. Vậy là cái lỗ này nó chưa có động cả nhà. Nãy mình câu con bự này, cái mình nhảy xuống bắt mình sợ nó động đi vô cái lỗ này kia. Không đậm, liền xuống vẫn còn ăn nha mọi người. Trời chuyển mưa nhưng mà vẫn chiến tiếp nha mọi người. Hy vọng là chiều ráo ráo một tí cái để trải nghiệm được tới chiều chiều nha mọi người. Cái trời mưa quá cầu cũng kia. Đó, xuống tiếp tục cái lỗ này nha cả nhà. Từ nãy giờ mình vô mình câu chỉ mới một lỗ này nha mọi người. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Tục xuống cái lỗ tiếp theo nha mọi người. Chuẩn bị đây. Xuống cái lỗ này nha cả nhà. Hy vọng là cái lỗ này sẽ có cá bự. Mời mọi người tiếp tục coi một cái chỗ mới tiếp. Ôi, nó dính đống rác rồi cả nhà, chưa xuống được. Tại vì câu móc lỗ này dục
dục rất là khó nha mọi người. Dục ngay á nó mới vô, còn dục mà thấy nó cứ lên lá đâu không rồi mọi người. Rồi, ra xuống rồi nè mọi người. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Giờ này anh Tấn cũng đã vô tới rồi nha cả nhà. Chào anh Tấn buổi trưa. Nhà ông lên, ông vô ông liền đẳng ông lên con mè dinh nè cả nhà. Cá mè dinh thiệt là to luôn á. Ta câu cá tra, anh câu cá mè dinh anh. Ủa vậy? Đây con đầu tiên của anh Tấn nha. Bây giờ ông chiều nay anh đầy thùng nha. Chắc vậy quá. Tiếng kêu còn rộng lắm á. Mà cả nhà tiếp tục đón xem, giờ em sẽ về lại điểm này mọi người ơi. Đây em có móc sẵn cái lỗ hồi nãy nè, tại đằng kia câu nó bị động á mọi người. Cục lại dính con được được rồi nè cả nhà. Đây. Con này đổ lên mình mới bắt được nha mọi người. Những con nhỏ quá thả lại trơn à. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Chỗ này giờ nãy giờ mấy con nhỏ giờ lên lại con được được rồi cả nhà. Mà cả nhà tiếp tục đón xem chỗ này cái có lên được cá lớn không nha mọi người. Bãi này rất là đẹp. Cục lông muốn người ta cắt vừa xong cái mình múc cái lỗ cặp mí lục bình lớn nha mọi cả nhà. Tại vì giáp mí giữa bên ngoài và bên trong cái cá nó dựa theo giáp mí nha cả nhà. Tại nó ra đây nó ngớp cái nó vô lại đám lục bình đó. Nên mình nhử. Nhử trên gió cả nhà, trên nước. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Cá lại rỉa tiếp nha mọi người. Tại cái chỗ này liền xuống là nó ăn liền cả nhà ơi. Cá cũng nhiều. Nhưng mà cá nhỏ nhiều hơn cá lớn nha mọi người. Phải dụ từ mấy con nhỏ xong mới tới cá lớn mọi người. Tại cá lớn lúc nào nó cũng ăn chậm hơn cá nhỏ hết. Tại mình liền cục mồi xuống là cá nhỏ nó đớp trước à. Chừng nào cá nhỏ nó bớt á xong mới tới cá lớn nha cả nhà. Ít có khi nào mà mình lại mình móc một cái lỗ mà mình luyện xuống cục đầu tiên mình lên được cá lớn lắm mọi người. Đó là trường hợp rất là ít. Tại vì cá lúc nào cũng cá nhỏ là nó sẽ ăn trước, dính phải mấy con cá nhỏ mới lên được con cá lớn nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp chỗ này. Ăn tiếp tục nha cả nhà. Đó. Lôi cái dứt dính này mọi người. Đây. Nhỏ cả nhà. Con này nhỏ nha mọi người. Em sẽ gỡ mồi sẽ xuống con khác cả nhà. Và cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Nó nè. Không lớn nha mọi người. Mà mọi người tiếp tục đón theo dõi tiếp. Xuống mồi tiếp tục nha cả nhà. Giờ mình câu cục nhỏ nhỏ thôi. Tiết kiệm mồi. Cái phần cục nhỏ dễ dính cá hơn nha cả nhà. Đây. Xuống cái lão tiếp tục nha cả nhà. Và mọi người tiếp tục đón xem và theo dõi tiếp. Hy vọng là sẽ lên được chú cá to. Tục rỉa nha mọi người. Đó, phạch phao luôn kìa. Nó đẩy phao lên đó cả nhà. Nhưng mà chưa rút súng. Chứng tỏ là cái chỗ này cá còn nhiều nha mọi người. Để súng là nó ăn, để súng là nó ăn à. Đó, rút mà. Biết cá lớn cá nhỏ nhưng mà để xuống là nó ăn liền nha mọi người. Đó, nó còn ăn đó. Là cục mồi này còn mọi người ơi. Lì lì luôn, nó giật. Vẫn chưa giật đó được nha cả nhà. Ok, kìa, hy vọng là cái này. Nó vướng vướng cái nhánh lục bình phía ngoài nó
rút cái phao không được ngọt á cả nhà. Mình chắc có lẽ có hết màu hay sao nó im mình nha mọi người. Mình sẽ sửa cục màu này lại cả nhà, mời mọi người theo dõi tiếp. Tục đứng con nữa cả nhà. Đây, con đó nha mọi người. Thì con cỡ này đổ lên á em mới quay nha mọi người. Còn con ui da. Ui da trời ơi, chết rồi. Lên con cá mì dinh hết cái bự luôn mọi người ơi. Gỡ luôn ơi, có chân nhãn xong. Giờ này em phải về nha cả nhà. Em phải về trước anh Tuấn anh, tại vì con cá tra nó đâm quá trời đau, về phải mua thuốc uống cả nhà. Mời mọi người đón xem clip tiếp theo. Giờ này quá đau rồi, em phải về trước nha mọi người. Đúng là dính cá nè mọi người. Ôi cá mày dính. Wow, anh lên được. Ôi da. Anh lên được cá mày dính bự mọi người ơi. Em bị cá cha đâm vào quá trời nhất rồi mọi người, nên không thể nào câu nổi nữa. Nên về ngồi chơi cho nó bớt nhất, không biết chạy xe gì nổi không hết. Giờ ngồi coi anh Tuấn câu cá. Cách về chứ đau lắm nha mọi người. Giờ sáng giờ câu còn cũng được mới cá trà cũng nhiều lắm nha mọi người. Con cá rất là to cả nhà. Nhưng mà nó đâm quá trời đau rồi mọi người. Gai này nó đâm một cái múc hai phần gai luôn mà đâm xuôi lúc ngược đó mọi người. Quá chút nhất chịu không có nổi luôn. Nên không thể nào mà cá chỉ bỏ trong thùng kết thúc clip nha mọi người. Ba anh Tuấn hết nổi rồi anh Tuấn ơi. Rồi hẹn cả nhà tiếp theo. Giờ mấy anh em kết thúc tại đây luôn nha mọi người. Bye mọi người. Gặp lại. Ăn nha mọi người. Đó nó gốc nè. Ui, cái giọng cá bự dính này. Ui. Cũng không to không cả nhà ơi. Đây. Con này là gọi là trọng thôi chứ không to nha mọi người. Theo dõi tiếp. Bây giờ em sẽ gỡ xuống câu tiếp cho mọi người, cá lại còn ăn nha cả nhà. Mà cả nhà tiếp tục theo dõi tiếp.